Hello các bạn, hôm nay Khang DT Vlog giới thiệu với các bạn một món mới, đó là món chè đỗ đen. Thì báo các bạn rằng là mùa hè nóng nực, da lắm mồ hôi ở trong Nam cũng như ở ngoài Bắc, là bây giờ là thời tiết rất là nóng. Thế mỗi lần mà đi làm về chúng ta thấy là có cái ly chè đỗ đen mà uống giải nhiệt thì thật là tuyệt vời. Thì qua cái thước phim này, Khang DT Vlog cũng truyền tải đến các bạn là một cái món gọi là chè đỗ đen, để cho các bạn thấy được, và qua đó các bạn sẽ làm cho gia đình mình uống. Sau đây mình sẽ đi giới thiệu về nguyên liệu để làm lên cái món đồ uống này. Xin mời. Thì để có một cái món chè đỗ đen thì chúng ta phải có là đỗ đen. Thì báo các bạn rằng là ngoài Bắc thì gọi đỗ đen, trong này gọi là đậu đen, cũng thế cả. Thế thì để nấu chè được thì cái đậu đen này chúng ta phải cho ngâm từ ban tối và sáng ra ta nấu, thì ngâm khoảng 8 giờ. Nguyên liệu thứ hai đó là nước cốt dừa. Đấy, nước cốt dừa đây các bạn. Thì nước cốt dừa này là rất là ngon bổ mà cũng rẻ nữa các bạn, tại vì trong này là dừa rất là nhiều, thì cái món này nó cũng làm nên cái độ ngon của cái chè đỗ đen này. Và cái cùi dừa, sau khi ta lấy nước dừa xong rồi thì ta có thể cạo cùi, và cái cùi này sẽ tham gia nấu cái món chè đỗ đen này. Và ngoài ra ta còn có thêm cái đồ phụ này nữa. Cái này là cái dạng là ngũ cốc đấy, để chúng ta là nấu, chúng ta bỏ vào nó rất là bắt mắt và nó ngon thêm. Và ngoài ra là chè đỗ đen thì chúng ta không thể nào thiếu được cái này, đó là đường kính nhé các bạn. Thế thì để cho cái nồi chè đỗ đen nó thơm thì ta bỏ lá dứa, và đây là lá dứa nhé các bạn. Như vậy là cái nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản. Nào thì nước cốt dừa này, cùi dừa này, đường này, rồi ngũ cốc này, rồi là lá dứa này, rồi cái nguyên liệu chính của chúng ta là đỗ đen. Thì sau đây chúng ta cùng Khang DT Vlog đi vào bếp để nấu nhé. Xin mời các bạn. Khang DT Vlog cho cái chè đỗ đen này vào nồi áp suất nấu trong 1 tiếng. Và bây giờ chúng ta thấy là cái chè đỗ đen này nó đã được rất mềm. Và bây giờ ta bỏ cái lá dứa này ra, tại vì lúc nãy ta bỏ vào cho nó thơm. Bây giờ ta bỏ ra. Mình sẽ lấy một cái rổ rộng để mình bỏ. Trong quá trình đó mình khuấy đều lên. Và mình để nhiệt độ là cứ cao nhất là 2000. Rồi, như vậy là lá dứa đã được lấy hết ra. Bây giờ ta sẽ đổ nước dừa này vào. Đó. Sau đó là ta đổ đường vào. Ta để ra đây cho có gọn. Giờ ta khuấy đều lên. Và tiếp tục ta nhặt hết cái lá dứa này ra. Thì trước đó khi ta nấu thì ta cũng đã cho cái
Sợi khoai này vào rồi, mà lúc nãy là mình nói là cái gói ngũ cốc đó, đây là những cái sợi khoai. Rất là thoải mái phải không? Ta được một nồi to. Thì đối với những cái nồi này thì ta sẽ nấu nhiều, thậm chí dư ta để vào tủ lạnh để mà lúc nào ta đi làm về ta có ta ăn để giải nhiệt, rất là tốt các bạn. Bây giờ ta cho sợi dừa vào. Sợi dừa này thì đã được sắc ra, sắc nhỏ ra, rất là bắt mắt và rất là ngon nha các bạn. Rồi, ta bắt đầu đun nó lên. Như vậy là nồi chè đậu đen đã sôi lên sùng sục. Chúng ta quan sát này. Thì trong đây là đã bỏ sợi khoai và ta bỏ những cái sợi dừa chúng ta sắc nhỏ đấy. Thì cái sợi dừa này thì có thể ta bỏ bên ngoài thì ta rắc lên trên cái ly nước đậu đen hoặc là cái chén chén đậu đen, nhưng mà mình sợ là nó đau bụng cho nên là mình dùng cái cách là bỏ luôn cả những cái sợi dừa này vào nấu cho nó chín. Và đến bây giờ là ta tắt được bếp rồi các bạn, chín rồi. Sau 1 tiếng 20 phút là ta đã nấu xong một cái nồi chè đỗ đen nhìn rất bắt mắt và thơm ngon các bạn ạ. Bởi vì trong đây chúng ta thấy là chè đỗ đen đã được linh kỹ rồi, có sợi dừa bỏ vào, có sợi khoai bỏ vào và đường rồi nước cốt dừa bỏ vào. Thì cái nước cốt dừa này là cái nước thứ hai đấy các bạn. Còn lát nữa ta dành một cái loại nước cốt dừa mà thứ nhất để ta tưới lên trên cái chén hoặc là cái ly để chúng ta đựng. Sau đây Khang DT Vlog sẽ múc ra chén và ra ly. Rồi mời các bạn quan sát. Thì đối với mùa hè thì ta cũng không nên múc đầy bởi vì ta còn đập đá cho vào nữa cho nó mát. Và cái này ta cũng không nên nấu đặc quá các bạn. Vừa vừa không loãng quá. Rồi tiếp sau ta cho cái nước cốt dừa rải lên trên. Bổ và ngon các bạn. Như vậy là
Khang DT đã làm xong. Thì đến bây giờ ta chỉ việc là ta đập đá vụn nhỏ và ta cho vào là ta ngồi ta ăn để giải khát cái mùa hè nóng nực này, để làm cho cơ thể để chúng ta thấy thoải mái mà khi ăn ăn chè. Thế nhé các bạn, hơn 1 tiếng 20 phút thì Khang DT Vlog đã có sản phẩm chè đỗ đen để ăn. Đây, các bạn quan sát này, nhà mình đã nấu được một nồi chè đỗ đen để ăn giải nhiệt trong những ngày hè nóng bức này. Thì tạm thời đây mình bày ra mâm là một số lượng này, còn cái số lượng dư thì ta để nguội cho vào tủ lạnh. À, ta để ngăn mát đấy, để ngày mai ta đi làm về để ta có chè đỗ đen để ta ăn. Thì khi mình đơm ra thì nó hẳn còn nóng mà ta phải chờ một lúc để cho nó nguội, rồi ta bổ sung cái nước cốt dừa này lên phía trên đó. Mà nước cốt dừa này thì mình cũng đã nấu qua nó rồi nha các bạn, nấu qua luôn đấy, không để sống đấy. Mình đưa lên trên mặt này, và trong đây chúng ta thấy là có cả những cái sợi dừa rất là ngon. Thế để tiến hành ăn thì bây giờ là Khang DT Vlog đã đập đá, đập nhỏ và ta cho đá vào. Rồi chúng ta khuấy đều lên. Rồi xin mời các bạn. Tuyệt vời lắm các bạn ạ. Thơm ngon, mát. Ni này ở ngoài quán bỏ đường là đã có giá là 15k rồi các bạn. Khi mình làm ở nhà lại được rất là ngon, vệ sinh an toàn thực phẩm, và đồng thời tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Rất là ngon các bạn. Quá tuyệt vời. Mời các bạn. Đây là sợi dừa này các bạn. Thì cách làm này ấy, thì nó cũng dễ thôi các bạn. Chủ yếu là các bạn phải làm sao nấu được cái chè đỗ đen nó mềm. Thời gian mà các bạn nấu ở lồi bình thường nó rất là lâu. Đấy, nhà mình cho vào lồi áp suất, múc luôn 1 tiếng. Nó giờ nó mềm nè. Đấy, nó mềm. Ngoài ra còn sơ chế sợi dừa rồi bỏ vào đun nó sôi lên, nấu nó chín đi khoảng 20 phút nữa, cho nên thời gian cũng mất nhiều đấy các bạn. Những cái ngày hè oi ả này về chúng ta có một cái chén chè đỗ đen ở trong tủ lạnh, lấy ra ta bỏ ít đá vào ta ăn phải thực sự là tỉnh người đâu các bạn. Ngon lắm các bạn. Nó mát, nó điều hòa được cái thân nhiệt của cơ thể. Mà chúng ta thấy là hiện tại bây giờ là ngoài Bắc và trong Nam đều nhiệt độ rất là cao. Trời nắng ghê quá các bạn. Xin mời các bạn. Cho đá vào ăn rất là mát các bạn. Nhà mình nấu cái độ loãng vừa phải nha các bạn, không nên nấu đặc quá. Ở trong quá trình ta ăn thì
Tao có thể điều chỉnh thêm, tao cho thêm tí nước cốt dừa. Đấy, cho mùi vị nó ngon. Thế bao các bạn nào thế ăn một cái chén chè đỗ đen hay là một ly chè đỗ đen thì nó có tác dụng gì cho cơ thể? Thứ nhất là nó giải nhiệt cho cơ thể trong những cái mùa hè nóng bức. Thứ hai nữa là gì? Nó cung cấp những cái hàm lượng chất mà nó tốt cho gì? Tim mạch và người cao huyết áp. Như vậy người cao huyết áp mà ăn chè đỗ đen là rất là tốt nha các bạn. Và cái thứ hai nữa là nó kích thích và làm tăng cái collagen, cho nên là nó còn có tác dụng làm đẹp da nhân nữa nhé các bạn. Nó có tác dụng là sản sinh ra nhiều collagen đấy, cho nên là ăn chè đỗ đen nó rất là hay là như vậy. Thứ nhất là nó giải nhiệt, đúng không? Cái quan trọng thứ nhất là giải nhiệt, một cái quan trọng nữa là nó tốt cho cái hệ thương mạch, đặc biệt là những người cao huyết áp mà ăn được, thế thì quá là tốt rồi. Thì các bạn biết là đỗ đen hay là đỗ, cái hạt đỗ nói chung này, vì hàm lượng chất của nó rất là cao, đặc biệt đó là protein đó các bạn. Bây giờ một số người kiêng ăn thịt, chỉ ăn rau. Thế thì có người nói là ăn rau thì làm sao mà đủ protein được. Đúng vậy, ăn rau thì nó rất nhiều, xin lỗi là nó rất là ít là cái chất đạm. Thế ta phải chọn cái loại rau quả mà có nhiều chất đạm nhất, thì các bạn biết là thường thường là lấm, xong rồi đến đỗ đấy, rồi mới đến một số cái loại loại cây 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 khác. Ví dụ ăn nhiều rau muống thì có nhiều chất đạm không? Rau muống rất ít chất đạm đấy các bạn ạ. Mời bạn. Thì hôm nay Khang DT Vlog là thấy trời nó nóng quá, thế mình mới nghĩ ra là mình sẽ làm một cái thước video clip nói về cái cách nấu chè đỗ đen ăn để cho nó giải nhiệt ở trong những cái lúc mà oi bức mùa hè như thế này, và đồng thời đưa đến các bạn để các bạn coi. Nếu bạn nào biết rồi thì thôi, còn nếu các bạn mà chưa biết thì cũng mua về nấu cho gia đình ăn, rồi nếu mà dư thì chúng ta là bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, đến lúc ta đi làm về ta có cái để mà ăn cho nó giải nhiệt cho nó mát, và nó lại cung cấp cái hàm lượng chất dinh dưỡng cho cơ thể nữa, như vừa lúc nãy mình đã nói rồi. Thì hôm nay Khang DT Vlog là chỉ nói tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video clip lần sau. Và Khang DT Vlog xin chào các bạn. Bye bye.